Trước những diễn biến phức tạp của giá xăng dầu thế giới thời gian gần đây thì liên bộ Tài chính Công thương vừa có công văn yêu cầu các doanh nghiệp giữ nguyên giá bán lẻ xăng dầu trong dịp Tết cho đến khi có công văn điều hành của liên bộ. Công văn cũng yêu cầu các doanh nghiệp bảo đảm nguồn cung xăng dầu, cung cấp đầy đủ kịp thời số lượng chủng loại xăng dầu cho toàn hệ thống phân phối thuộc quyền quản lý của thương nhân, ổn định mức dự trữ xăng dầu bắt buộc tối thiểu về lượng và cơ cấu chủng loại theo quy định. Việc xem xét điều hành giá xăng dầu sẽ được thực hiện theo các quy định hiện hành tại Nghị định 83 của Chính phủ.